cái này là người ta ngã xô xí xương đây, bóp cái lắc này, lắc này, đằng nhá, người ta ngã này, xong đây, đây này, chữa này, rồi, rồi nhìn này, đấy, nghe kêu chưa? Dạ nghe. Bây giờ hết rồi đấy, xem quả vào không? Yeah. Tay kia đấy, tay kia đây, tay này bị rồi. Tay này ớt đấy thầy. Ai đi. Nắn đi, đằng nắn đi. Đấy. Còn. Đấy. Nắn đi, rồi. Bóp chặt, làm lòng tay hết, từ từ con phải là mở tay đã, mở cơ đã. Đi một vòng, đi một vòng, đi một vòng, đi căng. Đi ngược chiều bên kia, quay lại, đi một vòng. Sang chiều bên kia. Sang kia đứng dậy, rồi đẩy lên, rồi. Nào, được đấy. Thế đi. Vô rồi đấy. Nhẹ chưa? Nghe khục rồi đấy. Cái cổ tay này hết rồi đấy. Nghe khục lắm, nó vô rồi. Thấy hay không? Rồi bấm đi. Con là thầy thuốc hả con? Dạ. Con bị đây à? Con làm hồi sáng giờ ở trước đó. Dạ. Mày nhau. Đây. Rồi rồi rồi. Dạ dạ. Con này, nghe chưa? Nhìn vào. Có. Bây giờ con bẻ để lại. Nhìn đi. Quay đi, quay nhanh. Quay từ từ, quay căng hết cỡ, quay đi. Bẻ ngược lại. Chưa được. Hai tay. Chưa đấy, cử động đỡ đau chưa? Dạ. Thử xem. Chưa đi rồi. Dạ, đó rồi. Nào, ngồi đây. Ngồi đây kê lại đi, làm này cắt. Ngồi đi. Đây nhé. Thầy thầy chỉ cái này. Khi người ta bị bong gân đây, để chân đây. Khi người ta bong gân này, cái chân nó béo này, nhìn thấy không? Mà bú này. Đó. Cầm lại này, làm cái này. Kê, ngồi lên kê chân đi. Tay này. Thả lỏng chân đây. Anh nắm chưa? Thả lỏng. Thả lỏng chân đi chị. Rồi. Thả lỏng chân đi chị. Rồi. Đứng dậy đi. À. Hết chưa? Dạ. Bóp rồi mà. Dạ. Bóp rồi mà. Đấy, em đi lại bình thường đi, đi xem bình thường chưa? Nãy đi rồi nhé. Nãy đi không nổi. Nãy đi không nổi. Rồi, ok. Đâu đi, đi lại đi. Có giặt không kìa không ạ? Không, anh đang vào đây chữa từ thiện.
Hôm nay buổi cuối vừa đi ra qua thế em tập tễnh thì chữa cho em thôi chứ. Dạ. Đấy hết rồi đấy. Hết đau rồi không chị? Dạ. Nào phát biểu xem thấy thế nào. Sao rồi? Tự luôn rồi. Hay không? Hay. Chúc mừng đi vãn cảnh chùa đi. Dạ. Cảm ơn anh.